Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu hoa dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Cánh hoa của mình nó có cái độ cong lên nè. Đây là mặt sau và mặt trước ha. Thì để làm mẫu hoa này, ở đây mình sử dụng là lem miêu cốt tông cuộn 125g. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cho mình nhiều loại len khác nhau cũng được ha. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len. Và kim móc thì mình sử dụng kim hai đầu. Ở đây mình dùng đầu số 4 nè. Hoặc là những bạn không có mẫu kim này thì cũng có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Đầu kim của mình nó sẽ nhỏ hơn hoặc là bằng sợi len ha, cho cánh hoa của mình nó được chắc chắn hơn. Thì bây giờ mình sẽ móc phần nhụy hoa trước. Đối với nhụy hoa, đầu tiên tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này nha. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn mình vừa tạo 7 mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Và móc đơn thứ bảy. Khi có được 7 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Đây sẽ là chân của mũi móc đơn đầu tiên nè, móc vào đây cho mình một mũi dời để mình kết thúc vòng. Ta tạo được một vòng tròn đầu tiên với 7 mũi móc đơn ha. Vòng móc thứ hai móc lên một mũi móc xích. Ở cái vòng mình vừa móc đây có 7 mũi móc đơn, nó sẽ tạo ra 7 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên là cái chân mà mình vừa móc mũi dời ha, móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân móc thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba tương tự móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ sáu móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ bảy là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn ha. Kết thúc vòng móc, di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên của vòng này và cũng móc vào một mũi dời để mình kết thúc vòng. Ta hoàn tất được vòng móc thứ hai và vòng móc thứ hai sẽ tạo ra được tổng cộng là 14 mũi móc đơn ha. Để tiếp tục vòng móc thứ ba, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích để mình tạo cái độ rộng cho phần nhụy hoa. Móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai ta có 14 mũi móc đơn thì nó sẽ tạo ra 14 chân móc cho vòng móc kế tiếp. Thì vòng này các bạn không tăng mũi nữa, cứ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên nè, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ hai móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba tương tự, một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối vòng, tiếp tục di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên và móc vào một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì mình sẽ hoàn tất được một phần nhụy hoa như thế này ha. Nó sẽ có cái độ cong lên nè. Bây giờ mình sẽ thay màu để tạo cánh hoa. Đưa cho mình sợi len ra phía sau phần nhụy hoa nè. Và để ý cho mình ở cái phần nhụy hoa, cái sợi len thừa của phần nhụy hoa nè, phía trước nó là cái chân móc mà mình vừa móc mũi dời, thì phía sau nó sẽ là cái chân móc của mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân phía sau của sợi len thừa ha, kéo sợi len qua chân móc, từ đây móc lên một xích.
Khi đã cố định được đầu len rồi, kéo cho mình dài sợi len ra một chút nè. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến cái chân của mũi móc đơn đầu tiên á, của cái phần nhụy hoa nè, là cái chân này ha. Móc cho mình vào đây một cánh hoa. Thì cánh hoa làm như sau. Ta lấy len và đâm kim vào cái chân móc đó nè. Kéo len. Sau đó các bạn kéo dài sợi len bằng với cái đoạn len ban đầu mà mình vừa tạo. Tiếp tục lấy len lần thứ hai. Đâm kim, kéo len, kéo dài sợi len nè cho bằng ha. Lần thứ ba. Khi đâm kim 3 lần rồi thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Từ đây móc lên một xích thì mình sẽ cố định được một cái độ dày của cánh hoa. Tiếp tục lên hai xích và di chuyển kim đến cái chân móc của cái mũi mà mình chốt ở cánh hoa, là cái chân này nè. Móc vào đây cho mình một mũi dời. Thì mình sẽ có được một cánh hoa hoàn tất như thế này. Để tiếp tục móc cánh hoa tiếp theo, các bạn cũng lấy len cho mình 3 lần lên kim và mỗi lần đâm kim vào chân kế bên ha. Lần thứ nhất nè, lấy len và đâm kim vào chân kế bên, kéo len và kéo dài sợi len cho bằng với cái cánh ban đầu. Tiếp tục lấy len lần thứ hai, đâm kim, kéo len. Lần thứ ba, sau đó kéo len vào hết chân móc trên kim. Móc lên một xích. Sau đó tiếp tục lên hai xích và đâm kim vào cái chân của cái mũi mà mình chốt ở cánh hoa, móc vào một mũi dời. Ta sẽ có được cánh hoa thứ hai nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Thì mình sẽ có được tổng cộng là 14 cánh hoa. Khi móc các cái mũi móc đầu tiên, các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Cứ mỗi cánh hoa thì lần lượt làm 3 lần như vậy ha. Lấy len và đâm kim lần thứ nhất nè, kéo len, lấy len đâm kim thứ hai, tiếp tục lần thứ ba, sau đó kéo qua hết chân móc trên kim. Móc lên một xích, tiếp tục lên hai xích. Đâm kim vào chân của cái mũi mình vừa chốt đó, móc vào một mũi dời. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết. Sau khi các bạn đã móc được cho mình hết vào các chân móc rồi thì cánh hoa của mình lúc này nó sẽ có cái độ cong lên nè. Để kết thúc cánh hoa này, các bạn cũng tiếp tục móc lên hai xích và đâm kim vào cái chân mình chốt của cánh hoa cuối cùng, móc vào một mũi dời. Di chuyển kim đến cái chân mà mình chốt của cánh hoa đầu tiên, là cái chân móc này ha, đâm kim vào đó và móc một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len thừa đang nằm ở bên trên nè. Đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời, sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Và tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái cánh hoa ha. Thì lúc này cánh hoa của mình nó sẽ có cái độ cong cúp lại. Đây, nó sẽ ôm vào cái phần nhụy hoa nè. Các bạn có thể thay màu cho phần nhụy hoa và cánh hoa nó được đẹp hơn và nổi hơn ha. Và cũng có thể sử dụng mẫu hoa này trang trí cho nhiều sản phẩm khác nhau. Chúc các bạn thành công!